Oh, the heaven and the earth came to rest on what was I before the heaven and the earth came to rest on what was I before the heaven and the earth came to rest on what was I? Then my friend and practice meditation, maintain down mean that the right practice. Today I just made announcement for the all practitioner. We have two retreats on this month from October 8 until October 24th, 2 weeks. It's very close to now. The day after tomorrow, we start the retreat. So in the retreat, we always have the time on the room, people can follow and can practice and do the retreat at your place. Our practice methods emphasize practice, always practice, anywhere, any place we practice. The practice just maintaining the Tao. Raising the down and maintain the down to ask the question. So asking the question, that's just the skill, the technique, skillful mean for maintain the down, for raising the down. The more we practice, the more we got that Buddha idea. Very clear. And not only anyone or any partner can create methods. Only the Buddha, the Sakyamuni Buddha, find out his practice methods. And the more we practice, the more we very clearly in our mind. The skillful mean of the Sakyamuni Buddha. If all the saint being, if all people can open the mind, can accept the belief, strong, very strong belief in the Dharma mind. Believe in Buddha nature, believe the shape nature. And very clearly about the one thought norm, the basis of ignorance, fundamental of ignorance, basis of circle over and then. And the way to really or jump out of the samsara, relieve all self attachment, destroy the norm. If you just stay in the one thought with norm, even that very quiet, very peaceful, the mind, the emptiness of mind, that's still dualism, that's still in the one thought with norm, and not the right, and not the absolute the right. Absolute nature, Buddha nature. That's still in half the way to awakening. So if one of all patriarch creator, we clearly know that the way of the Buddha, of the Sakyamuni Buddha, because in the Wisdom Sutra,
The Praya Sutra always provide that meaning. All of the Mahayana Sutra also pointed that the way to end up the separatism, end up ignoring, and find out Buddha nature, sub nature. And the practice is the same as the way, as same as the skill, the technique to awakening. That the practice trained by the experience, trained from the first patriarch, Mahakasyapa, trained from the experience, the real experience, the true experience for generation to generation, patriarch to patriarch, up to now. That's the practice method. And the more practice, the more we got the Buddha idea in Sutra. And we also got the idea from the Theravada Sutra. Any kind of the skillful mean of the Buddha. That's very important for the practitioner, very important for the people who learn and practice Buddhism. Just practice to add question. Maintain down. The correct practice will help us to open our mind. The correct practice will sweep out our self-attachment and destroy the storm. Very clearly now, practice method, like very clearly our mind, our true mind, which is practice. Kính thưa quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể quý bà đồng tham. Dear everyone, dear the practitioners, cùng xin thông báo. We have a retreat từ 8 tây cho tới ngày 21 tây. The retreat lasts for 2 weeks on October from the October 8 to October 20. Và trong suốt thiền thất chúng tôi cũng mở chương trình để cho cả ai có thể tham gia bất kỳ thời gian nào để tham dự. Tâm niệm đây không phải chỉ ngồi nghe nói, không phải chỉ ngồi nghe vấn đáp mà cùng thực hành. We tham dự đây là cùng thực hành. Chúng ta mở lên thấy chúng thực hành. Chúng ta cùng thực hành. Thì chính cái thực hành đó nó đi đến cái rốt ráo. The practice will help us to improve in the get rid of the ignorance and improve in the in your practice. Thì chúng tôi thông báo để nhắc. I just want to ngày mai nhắc thêm một lần nữa. This announcement so that you get ready for it. So we're going to start on the October 8th, 2 weeks for the retreat. The practice is very simple. Just ask a question and maintain your doubt. Keep asking the questions no matter where you are. Tùy theo cái địa phương, tùy theo how you say it, but it's just mainly maintain the doubt. Cái chứng minh, cách nói, nó không có cái nào khác cái nào cả. Do cái quen thích hợp nói cái lời đó, depends on thẩm how you được, say thể it, thực hành được. But it based on they can say practice, chuyển cái ý let the doubt, asking the question. Chứa chứa phương thời đầu cũng là kháng. Chứ cô đầu đầu kháng kháng cũng là nhìn cũng là or somebody say looking at the doubt tham thiền đây á, or staring at the doubt, staring at the question. There are just to say in basic, but the basics is that when you're asking the question is like looking back into yourself. Chúng ta cứ lấy thời đầu tạo ra cho một cái sở nhìn á thì đó là sai lầm.
as there will be no objective or subjective when you practice. So if you, can see yourself practicing, then it's not as a mistake. So what you need to do is just maintain the doubt. Tham để làm sao phát khởi được chân nghi. And then you doubt until you got the pure doubt. Phá được bốn tham. And then you will destroy the doubt. Then that's when you get awakened. Phá hoàn toàn được cái ngã chấp. Đó là cái lời nói của Tổ sư. That's just the lời nói của Tổ sư embodiment là cái vị trí của Phật. Không có cái vị trí nào mà cho mình là tổ mà không đi qua cái phương tiện của no one say no one no master cho dù là never kinh điển cho dù là go through thấu, this route the practice thấu đó route. Cũng là nhờ từ cái kim khẩu Phật nói cho nên mới giác ngộ được. But this is the only route không thể giác ngộ to get enlightenment the route is get doubt and maintaining doubt phải đơn giản. Yeah. Cái niềm tin đối với cái pháp cho dù Đức Phật đã nói, chư tổ đã trình bày kéo dài mấy ngàn năm nay, nhưng mà cái chúng ta không chấp nhận. You have to this practice last for a thousand years. Everyone has to go through it, but we don't believe. Sao thấy được cái and we don't practice. Mà cãi với người ta được, không thể cãi, không thể nói. It's hard to explain. Thì đến khi nào mà trị được cái bệnh mù mắt họ mở thì họ thấy khỏi cần giải thích, khỏi cần cãi, tự động họ sẽ thấy thôi. Thì những cái phương tiện điều trị bệnh chúng ta cứ lo con đường của chúng ta. All you need to know right now is just worry about yourself. Just keep the practice on yourself. You don't need to worry about your friends and how they practice. It's very simple. You just ask the question. Không cho phân biệt mà tự động nó không cho phân biệt, tự động nó không có phân biệt. It's not, chỗ đó không trụ trên đó được. Phân biệt là cái chấp thật không trụ trên đó được. Nếu mà giữ cái nghi đúng với lại cái tâm chỉ của thiền để từ đầu khởi cái nghi tình, phiền não không có đến được. Phân biệt không đến được thì không có phiền não, thì có phiền não điên đảo không có đến được. Giống như trong kinh đưa vào ví dụ cái bát nhã đống lửa lớn không có một con vi trùng nào có thể bám đậu nó được. Nó có thể đi trong nước, ở trong không khí, trên lá cây, trên vách tường, trên mọi nơi, không có trụ trên lửa, không thể trụ trên lửa được. Phiền não, tập khí, chấp thật của chúng ta, chấp ngã vô minh chúng ta không thể trụ trên nghi tình được. Cái nghi tình thực sự đó chứ không phải là cái nghi tình giả. Nghi tình giả là cái bánh vẽ không thể no bụng được. Thì cái tình giả của ý thức tạo ra không phải là cái công phu. Làm tôi ôm cái giả đó cho là công phu. Mà mình ôm giặc, ôm bom, ôm rắn độc ở trong tâm thì nó ngày nó cắn mình chết. Tại mình chấp. Thì từ càng công phu, chúng ta sẽ càng rõ chỗ Phật dẫn dạy. Có khi chúng ta nhìn nhận ra được những cái sai lầm ngày xưa. Từ cái pháp phương tiện của Phật trong 37 phẩm trợ đạo để mà hướng dẫn người tu cuối cùng chứng quả La Hán, mà ngày nay thường người ta hay ứng dụng cái tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp, do không có tin cái nghĩa tình này. A lot of people do different type of practice. Because they don't just in this practice. Các bạn là không hiểu được cái đại pháp, không hiểu được cái tri kiến Phật. You never, if you do all the practice, you would never get to the Buddha. Buddhahood. You never. Đó là nói trong nội phật pháp hoa. The Buddhahood. Bao nhiêu năm biết bao nhiêu là chúng sinh, biết bao nhiêu là La Hán Bồ Tát. Không tin. Many people ngày nay are non-believer. Thì cái pháp phương tiện của Phật mà đừng nói rằng là chỉ có đạo Phật mới nói có cái tam giới hay là nói là luân hồi sinh tử. Hồi giáo, Ấn Độ giáo nó cũng có, nhất là Ấn Độ giáo phần lớn nó cũng có samsara, nó cũng thoát luân hồi, nó cũng chứng thánh quả của nó. Nó cũng có A-la-hán của nó nữa, chứ phải là không. Và nó cũng có tứ niệm xứ của nó nữa. Nó cũng có cái gì, nó cũng có quán sổ tức của nó nữa.
quá sự tức mà cái tất cả cái ngoại đạo là làm sao phân biệt chứ ngoại đạo là chấp ngã. Chấp ngã thì không phải là chánh pháp, không phải chánh pháp tức là ngoại đạo. Đạo Phật chúng ta, đạo giác ngộ chúng ta, đó là phá ngã chấp. Phá ngã chấp thì đó là chánh pháp. Từ thấp cho đến cao, từ phương tiện thô đến tế, cuối cùng phải phá hoàn toàn ngã chấp thì mới cuối cùng mới là thức tỉnh. Everything is about mới là giác ngộ. Destroying its opponents. When you finish destroying your opponents, you will get enlightened. You will get awakened. That's when you call Buddha. Cái căn bản the one who knows. Năng sở là cái gốc của vô minh. The objective and the subjective is the root of the ignorance. Nên thường ấy, người ta trụ vào một cái tri kiến. Usually people will lean on one side, tri kiến đó là lean on their assumption, tri kiến đó là lean on their knowledge, nên and thought they are the truth. But there is no truth. Trong ngã chấp, cái chấp ngã nữa, lấy cái practice pháp để is che đậy to destroy the ignorance. Cái thuẫn để mà bảo vệ cái thân vậy. Cái vỏ bọc bảo vệ mình. Truth. To protect themselves. Tại vì có cái ta đó created. Mới cần cái bảo vệ. Còn nếu mà không có ta, đúng nghe không? That, to protect the ego. Kinh Lăng Nghiêm to destroy them. Là một cái kinh mà Đức Phật nói ra đem từ Ấn Độ qua bên Trung Quốc. Mà muốn đem cái kinh đó ra khỏi cái nước ấy, nó rất khổ. And now that hai vị tăng đó. It's a dharma. Đem cái giáo pháp tại Pháp. It's hard rất to. Hay, thấy nó quá hay. Có thể giúp cho người ta. It's a dharma tâm điện, to bring down tin và tự tâm. The Indian mà kinh Lăng Nghiêm là country. Nói rất rõ cái bát nhã, cái nghĩa bát nhã, nghĩa sắc không bất nghị. They explain very well about the Buddhahood. Tưởng hành thức của uẩn. They explain very well about the idea of như thế nào, cái mê như thế nào. Everything was explained in dharma. Tu tập như thế nào. It's very clear, but people don't understand. Cái nó từ Ấn Độ đem qua thì là phải tổ Trung Quốc sáng lập. Most và cái đó dharma was carried over from India, not cái, it was not written by anyone. Của Lăng it was told by the Buddha. Thủ Lăng Nghiêm Vương là đều là cái danh từ tạm thời để nói về cái tự tánh, nói về định tự tánh. Dharma was talked about the self nature. Thì tất cả kinh đó khi mà thân thiền đều sáng tỏ hết. All the Dharma was talking about this Buddhahood. Loại bất cứ một cái kinh nào every luôn cả Dharma was talking tử about self nature. Phương tiện Phật không có khác thì it's in the Dharma you can read it. Mà sáng tạo. No one was created. Khi mà đem no master created. Hoa là phải hai vị tăng phải một vị phải một cái đùi và phải lấy cái dây lụa mỏng thiệt là mỏng để chép kinh nó lên, cuốn cuốn lại cho nó nhỏ, nó gọn lại, mổ cái đùi và nhét vào trong đó. Mà hồi xưa đó có máy bay mà bay, đi bộ qua biên giới, phải mấy ngày, trải qua mấy ngày, thường xưng lên, phải làm mũ, phải nhìn get the dharma to everyone. Cái giấy nó cũng phải, cái vải lụa đó cũng phải bị dính hết, máu mũ. Và đem ra mới chép được kinh rồi chúng ta mới được đọc, người sau được đọc, được học, được hiểu cái ý, được tin tự tâm và tu tập. Thì ngày xưa đi hoàng pháp, đi truyền pháp. In the, không có phải in the old gì. Time, it's very hard to get the dam. Khi mà đem ra ngoài á, nó dính mũ máu, tèm lem á. And, thấy chữ right mà. Now we are very lucky mà ghi chép ra. To have the Dharma valuable. To know giống như and là practice to practice. Khoa học biết cách mới xin cái sữa của người mẹ để mà ngâm á, thì sữa nó lại tẩy được cái máu, giữ lại cái giấy, giữ lại cái vải, nên sau đó mới đọc lại và ghi chép lại và phổ biến rộng rãi. Ngày nay giờ chúng ta cầm những kinh Lăng Nghiêm mà đâu có biết cái giá trị của nó đâu. And now we have a lot of Dharma and we don't understand how important that was. And then you don't even practice this practice. You just listen to a lot of things around you. Never do the practice.
đừng nên xuyên tạc. Mà you, all you need to do is just do the practice. You shouldn't have the second thought of that. Wherever you are, wherever what level you are, you can also practice. So the, when you practice like that, the saving, the Buddha's idea, that's when you spread down the ideas of the Buddha. If you make mistake and misunderstanding the practice, misunderstanding Buddhahood, that is very bad for you and actually very bad for other people. Đó là do mình tạo chứ không phải ai tạo cho mình, do cái ngã chấp nhận của mình. Because there are ignorance, you do just bad things. Talking bad about mình càng học Phật, bad things about practice, it's really dangerous for you. Mình càng học Phật, mình càng chứng minh rõ. The more you practice, lời Phật, you will feel the Buddha idea. You will understand what người nào có nói ra được cái chánh pháp này, cho dù không có xưng là Phật đi nữa, thấy đây là một việc đưa trọng tuyên chánh pháp. Phải tìm ra, tại vì nó y pháp bất y nhân mà. Còn nhiều người tự đổi ta làm minh sư. A lot of people thought that they are master. They thought that they are enlightened. They thought that they understand everything. Thou art all semi-ignorant. Đường tà. And that is the wrong doing, and then slowly they become bad. Những cái ngã chấp vào vô mình. Thì đó là cái tôi muốn nhắc nhở. So that's all I want to share with you today. Khi chánh pháp á, chúng ta càng khai được tâm, càng mở được trí. So with the practice, mở trí đây, open your wisdom. Bớt được vô mình vọng tưởng. The opening wisdom means that you reduce the ignorance, reduce the self-ignorance, reduce the ego. So right now, if anyone have any questions, or if you want to share anything with your practice, if you have any any doubt about yourself, or any questions about the practice, so feel free to ask. Mỹ Văn, dạ, con chào thầy. Dear Master, kính thưa đại chúng. Dear everyone, dear practice. Thầy khai thị cho con cái thức thứ 7 và thức thứ 8. Can you explain for me the seven sense and the eight sense? Cái an lạc gia thức mà mặc nó thức đó thầy. I don't understand the seven eight sense. Theo tâm lý học ở thế gian thì nó không có bằng tâm lý học. Giống như là nói về cái duy thức của Phật giáo, nó rất là sâu quá. Hay các tôn giáo khác cũng không bằng. The sense, the eight, seven, eight sense from the Buddhahood. Thì Buddhism gọi là is very more complicated than. Mà tâm vương là năng đó, tâm sở, 51 món tâm sở. Tức là năng với sở hình thành ra cái thân ngũ uẩn, ngũ ấm này nè. So the body was great. Tâm vương tức là chủ thể. Mà thiệt ra nó cũng chỉ là một cái tâm, nhất thiết y tâm tạo. Trong kinh của kinh Đức Phật nói, trong kinh Hoa Nghiêm ấy, nhất thiết y tâm tạo. Năm cái này giống như năm cái chức năng của nó. We have five senses. Cái chức năng nó qua mắt á, thì thấy, like tai eyes, thì qua mũi thì ear, nose, mũi thì nếm, tongue á, thì cảm giác, body, qua ý thì phân biệt. Thought, that's what's nó gọi là chứng văn giác và tri. Chứng văn giác tri. So the five senses, regular sense. Tám thức á, nó là tiền ngũ thức. There's a five senses and there's also three more senses. Năm thức trước á, năm thức trước tiền ngũ là năm thức. Năm thức trước, rồi tới thức thứ sáu là ý thức. Sixth sense is the thought. Ý thức. Thức thứ bảy gọi là mạt na thức. The seventh sense cái thức chấp trước. Is a thứ tám đó là a lại gia thức. Eighth sense is a lại gia thức cũng gọi là tạng thức. The kho chứa đựng á, chủng tử thiện cũng the chứa container. Chủng tử ác cũng chứa the container and the eighth sense cái đem vô hết include everything kho. Giống như là cái nghiệp của mình tạo á, all the things vô lượng vô biên vô lượng vẫn không whatever that you did đó hết á, nếu mà còn trong cái thức là container in the eighth sense.
tất cả đã tạo ra thì chủng tử đó đầy nhóc hết, không có All mất một cái the miếng nào cả. all the Cho things nên that cơ hội nó you đưa ra, nó in the tới past, đó, thì nó sẽ đưa ra cái chủng it's gonna tống be thức. contained Thứ in the bảy là eighth chủng and tống thức, tức si mà. Nó cứ and đưa ra, đưa ra rồi eighth and biểu tức will thứ sáu contained là will thi get hành. the things Thực from hành the nghĩa container, là give it to the seventh. tạo tội, làm ác hay là tu tập làm thiện gì đó là tức thứ sáu nó thực hiện đó. Thứ sáu còn tiền ngũ thức And then the seventh sense, nó chỉ là putting cái dụng itself cái vô mắt and nữa, cái give dụng vật it dụng to của the nó đó, sixth sense. chức năng nó đó. The sixth sense Thì bát thức tâm vương will là is như vậy. the thought Thì will cái make thức thứ all bảy sense. nói mình khó, tại cái thức chấp thật mà luôn luôn chấp thật, ngày đêm chấp thật là cũng là cái thức thứ bảy, thức The thứ seventh bảy chấp sense is thật, the ego như sense. là si hay là cái truyền thống, Like, tức là đưa ra, when you nó chấp feel cho nó mới đưa ra. Chủng you tử think thiện thì đưa thiện ra, chủng tử and ác đưa ác all ra, the chủng tử feeling vô for ký thì đưa itself. vô ký. Nếu như không tự nhiên buồn, nổi niệm buồn lên á, cái ý thức bắt đầu nó thấy cái nó buồn rũ rượi, để đưa cái niệm buồn từ trong cái tàng thức a lại ra, ra cái niệm vui nó đưa ra, tự nhiên vô cớ cái nỗi vui lên, cái ý thức nó phát cười lên ra, đó là cái chủng tử thiện, chủng tử ác, chủng tử vui buồn, nó chứa ở trong cái a lại ra, cái tàng thức á, rồi cái thức thứ bảy nó đưa ra, nó chấp trên đó. Giống như ông chủ sai cái đầy tớ phải làm á, và cái chấp thức chấp ngã đó là nó chấp cái thức thứ tám là thật, nó chấp cái thế giới này, chấp tất cả phân biệt. Seven Giống sense như là is the ego. They thought 51 that they cái make thứ you tâm think that sáu đó, everything is nói real. năm nó 51 It á, is your cũng là ego. nói gọn của tất cả pháp trên thế gian, thân tâm thế giới ấy, bao gồm hết đó. Đó là 51 món đó. Đó dự thức học thì nó rất là chi tiết ấy. Còn đây mình thăm thiền ấy, thì mình nói đại khái There's a cái sự tu lot tập of của mình đó, details in all the là sense, nó eight quét sense sạch from năng the sở mà, quét Buddhahood sạch năng sở. and the Buddha Buddhism. Trong Pháp Bồ Đề Kinh Lục Tụng But cũng có nói ấy, when cái we mình tu là mình practice, tu thức thứ sáu, thức thứ all bảy we ấy, worry sinh about nhân is địa just your nghĩa practice nhân about determining the để objective and mà subjective. đổ cái quả đó, Your sinh practice sạch is năng based sở. on the sixth sense Trong where Pháp Bồ you Đề can Kinh Lục control. Tổ có nói cái câu là ngũ bát lục thất quả nhân chuyển. With the Ngũ system là tiền ngũ thức, practice, với là tiền bản thức á, tức là thứ thứ you tám will á, control the, năm thức trước và thứ thứ tám you là can quả control the chuyển. fifth sense and you can Thứ thứ change the sáu, thứ thứ bảy là seventh and tịnh eighth nhân chuyển, là cái nhân điều mình tu tập đó, thì nó sẽ chuyển. sense. When you Năm practice thức trước với thứ thứ tám each là chỉ đổi tên thôi. the Nếu good mà point, giác you will ngộ change á, the thì cái change and bát thức control chuyển thành the tứ seventh and trí. eighth sense. Cái năm thức đầu á, năm thức đầu á gọi là thành sở tác trí. Rồi thứ thứ sáu á gọi là đúng mà thứ thứ sáu gọi là diệu quan sát trí. Thứ thứ bảy á Once là bình when đẳng, you nó have không a phân complete biệt, control nó of không the phân biệt six tới một seven chấp nữa, thì and trở thành bình eight đẳng, nó không sense, phân biệt. then it Còn thứ thứ tám thì là đại viên cảnh trí, control đó them. là bát thức chuyển thành tứ trí, là người thức tỉnh, là người giác ngộ đó. So you don't have to be controlled by Trong all duy the thức six. á, thì You're chư not tôn controlled thiện by đức the hòa ego. thượng dạy học á, để cho mình tạm phân biệt thôi, nghe gọi là And tạm phân those are biệt, just thì the ra thứ teaching. thứ sáu, thứ thứ bảy, thì That's nó one đứng ở side trong of the tâm thôi, teaching. cái tâm chấp trước, tâm ngã But chấp, tâm it's si mê all mình á, belong càng to the nặng á, heart. thì thứ bảy nó càng lộ ra nhiều á, nó càng lộ ra nhiều. Những người mà si cuồng á, chấp thật á, thì là thứ thứ For bảy example, nó if the trội one who hơn doesn't chủng thứ practice, sáu. they have Gọi a là big tình á, ego. cái tình So á, cái the tưởng seventh á, sense tình nó nặng. is the Còn most với thứ thứ sáu nó mạnh strong. hơn chút á, thì cái tưởng á, do Or cái này nó còn có if thể you have phân a biệt strong thiện sixth ác, sense, you have a lot of nó mạnh, dream, cho nên cái tưởng you đó, have cái a thứ lot sáu of á, thought. người ta nương nó, ta tu á, ta quán tưởng á, But usually we thì use the nó sixth sẽ sense sanh về cõi trời, hay là đến cuối cùng to á, practice là giác ngộ. and then get enlightenment. Chúng ta đang tham thiền cũng là trên thứ thứ sáu Why thôi. you why we are practice this is Thứ by sáu mình tham thiền using là the không sixth cho phân sense to biệt, practice. nhẫn nhị tình là không có It's lọt trong phân biệt, chỉ là nó đi đứng control với bộ thức thứ bảy á, nó all phá the tan cái chấp ngã, control your thought tự nhiên phá được and cái chấp ngã enjoy, thứ thứ bảy, enjoy the thì lúc seventh sense. đó tự trở thành bình đẳng tánh And trí. Thứ thứ it sáu will be liên controlled hệ cái dụng nên là diệu quan sát trí đó, nó không còn thực hành cái si mê vô minh nữa. by you. Khi They will mà not nó thành tựu run rồi by thì mấy yourself. cái It's kia gonna tự be đổi run by tên thôi, you after cho you nên get đó là trên enlightenment. trên nhân chuyển, trên nhân chuyển là thứ thứ sáu thứ bảy đó. Còn cái kia trên quả chuyển, năm năm And thức then trước at là the thứ thứ end, tám,
Thì đó trên YouTube để phân tích The giống như 18 trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức will Phật phân tích be also changed về by cái you. ngũ ấm, về cái ngũ uẩn, về tất cả các cái quả chứng á, trên cái sự tu tập 57 cái quả vị á, từ từ thập tính, thập trụ, thập nguyện, thập hồi hướng đến thập địa, rồi tứ gia hạnh, đẳng giác, diệu giác, vân vân. Thì tất cả đó đều là cái phương tiện á, dễ bài cho All chúng ta the đạt được cái teaching, ngũ all giác the tinh thần. sense, Cái tâm thiền chúng ta đặc biệt cái cái hôm qua just a 51 method cái for you 50 kind of cái hai cặp, understanding. giống như trong các For the kinh practice, but it's sự định not nghĩa Đức reality, Phật it's nói not real. It's just for you to grasp nó từ that. địa vị phàm phu chứng quả chứng đẳng But giác luôn, the practice không is, qua gia cấp, không qua thứ it lớp, will help you to trực become the tiếp Buddha gọi là cái pháp straight. It's đốn the quickest giáo. way to Đốn form giáo a normal có từ Phật person chứ không phải become là tổ Buddha. lập ra. This À, practice is đốn giáo. a short, it's a fast Nên cái người practice. mà mình tu tập If you là phải practice có this cái lý Phật chứ không phải nghe người ở ngoài xã hội người ta then nói you will là understand it mình better là than ở just phân trần learning Việt Nam about đang the đốn Bắc Tiệm này nọ, một mấy tổ đó không phải ta hiểu lầm, không có đi you vô sâu may học không understand biết if you don't sai practice. lầm, để nói đó là do tổ lập. Thì This practice was not những created ngày by thứ the thứ bảy thứ master. thứ It was sáu thì nói vậy nghe hiểu sent không? by the Buddha. Dạ con hiểu hơn rồi thầy. Dạ con cảm ơn thầy. Thank you, master. I understand it now. Con có chướng ngại chữ I have ta a trong câu obstacle. gọi khi chưa có trời When đất I ta ask, là cái gì? Thì khi tham what khi heaven and chọn earth, ta là gì what mà câu thoại cứ kéo vào cái ta, nên cái nghi tình nó bị chi phối, không biết cái gì đang nghi. when I ask the word, Những tham và cái chữ what am mình trong I đó là cái usually gì á, get cái involved tham in cái gì that á, word, get nó involved thực to sự đang the chú trọng cái nghi, I. và cái chữ ta của cái câu đó cũng là And cái I don't gì know if I hay still là have the chưa hiểu doubt or luôn. not. Tại mình cứ chạy trên chữ á, The chạy đến doubt, nơi the cái word I, chữ it does not mà control Đức your Phật doubt. cũng nói á, tất You cả shouldn't là worry của Phật about không any à, nghĩa wording là in ông your ta chỉ mặt person. trăng, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Lục tổ Pháp Bảo The Đàng kinh cũng wording, có the nói person, it just help mày you ta to cửa get the mở doubt. ra So you kiến shouldn't cho worry họ hạ about kiến, the xuất wording thú theo and the lời person. nói You shouldn't mới biết được chân worry phần. about single Nhưng word, mà mình thì any word luôn on chạy your trên danh person. từ, chạy trên But you chữ, need to chạy maintain trên the doubt. cái lý luận, chạy trên cái Shouldn't này try cái to kia, understand the tức là chạy question. trên cái sở á, Try tức là to có chỗ chạy make với đường sense đi á, of the cái đường suy word. nghĩ, đường phân biệt này, không chịu If tận you mình cái đường still đi, have the thought, nên á mình if cứ you mượn have cái a đó nó chi phối hoài, dualism when you không phải practice, it's also a là không mistake. tu không được, không phải là You try to understand the một vài question, người try giàu hết á, to understand hơn the 60-70% cho nên tham thiền, nói pattern. tham It's hoài very mà chịu hard không có được, for most of là the people. cũng chạy trên cái It's phần định because nghĩa, có it's khi thấy because it's chữ chạy vòng based vòng, on the có khi nghe word. âm thanh đủ chỗ, tất cả đều là âm thanh sắc tướng, âm thanh sắc tướng mà kinh Kim Cang Đức Phật có nói, nhật dị sắc kiến ngã, dị âm thanh cầu ngã, thì những hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thì chữ The ngã đó cũng là Buddha ta said đó, very clearly cầu the ta word hay names ta, or the mà sound chữ ta đó ở trong cái tâm thiền are của chúng not a ta, real trong kinh practice. Outside of distraction. trong kinh Niết Bàn cũng vậy, chân thể giống như là thường lạc ngã tình, nó chân thường chân lạc chân ngã, ngã cũng là ta chân tình, hay là cái câu khi Đức Phật mới vừa đản sinh, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trên mình bị The vướng word dục I dữ is là chữ not ngã của yourself. mình đó, nghĩa là cái You ngã cấp, focus hay mình cứ on nghĩ the đó là word ta, cho nên I mình and mắc thought kẹt and chữ think ta it's hoài, ta hoài, you. ta hoài, It's not không right hiểu cái ta ở vị trí understand nào, the word self. cái nghĩa ở chỗ Self, nào mà mình where is the self? cứ bị cái ta đó là nó chướng ngại. Giống You như need là to người hành giả đạo feel Phật that nghe chữ Phật thích, when you chữ practice khác không có chữ Phật không chịu, it's thì nó not bị kẹt easy. vào cái It's giữa not chữ for ta you hay là to chữ Phật, understand. kẹt vào bất When kỳ you chữ mà Phật có tiếng Việt kêu Phật, practice, tiếng you will Nhật kêu understand it. chữ ta, chứ còn ở tiếng Hoa kêu chữ bò, chữ phò, đối với lại tiếng Anh thì nó kêu là Buddha, là chữ evil. And then that will Đấy, be mình the Buddha. The thì word cái âm thanh nó represents chỉ one là Buddha. cái văn tự, chỉ là chữ nghĩa, Every word, còn it cái just mà represents one thing. It's your tham heart. á, là nó lìa văn tự, And once nên you nó tham practice, thiền là lìa you văn will tự là escape vậy. all the wording.
Lìa ngôn ngữ là vậy. Step all the cho words. Phải giữ cái nghi á. You need to keep. Vân có nói tội đầu như cái cây gậy mà. The maintaining the doubt all the nói time. Phật hay là nói chúng sanh hay là nói mê nói giác gì, the, nói bát those nhã wording niết bàn are all the cũng same. Là phương tiện cả. It's just a, vậy gửi cái nghi tình. Just an explanation chữ bát nhã, chữ niết bàn chưa có ngộ understand cũng là nghi. And practice. Cũng là nghi. Ngộ rồi á thì nó hết nghi. Once you get enlightenment, you will have no more doubt. That's why you escape life and death. No more doubt for you. So you just practice. Just keep asking the question. You will whip out all the bad things. Từ vô thỉ của mình nó chứa ngại. Thì the passion will help you sweep out all the obstacles so that you can go back into yourself and destroy all the ignorance. Để mà khởi chứng nghi. Chưa có nghi thì để đến khi nào. If you don't have a doubt right now, dài, you just keep asking the question. If you doubt have interruption, mà không có you should ask or question again chỉ thanh thiện. Until là vì sao cái phân biệt mình không có ngưng được cái phân biệt, dừng được cái phân biệt suy nghĩ ấy, mà cũng không mắc cầu đến phân biệt mà nó vẫn cứ phân biệt tại cái bệnh chấp thật vô minh của mình, và trị cái bệnh đó phải nhờ cái thuốc tham thiền hay là cái thuốc so you have not tiếp ignorance. Cái thuốc mà the doubt is like a medicine for you to get better. Hoàn toàn hết vô minh. This practice is the medicine. Cái đề thoại đầu tham thôi. Very old, your ignorance. Như thế nào, tôi cũng hỏi. No matter what's happening đắng about nào, me, uống, I will practice. I will ask a question. Rồi, bây giờ cũng hết giờ. It's about time now. Chào quý thầy, quý sư cô. Wish everyone have a good morning. Goodbye.